Thưa quý vị, sáng tạo ra những sản phẩm công nghệ mới phục vụ nhu cầu cuộc sống luôn là nỗ lực rất đáng quý của các nhà khoa học, và càng đáng quý hơn khi những sản phẩm công nghệ này được trao tặng cho những người cần đến nó. Đó chính là câu chuyện của sản phẩm mang tên Mắt Thần, một thiết bị dò đường cho người khiếm thị. Nhìn bề ngoài, sản phẩm này giống như chiếc mắt kính thông thường, nhưng thực chất đó là kính điện tử. Khi phát hiện vật cản phía trước, thiết bị sẽ tạo tốc độ rung vào cơ thể để báo cho người khiếm thị biết. Càng gần vật cản, độ rung càng mạnh và nhanh. Trong một khoảng cách nhất định được lập trình sẵn, mắt thần sẽ nhận diện báo về hộp điều khiển của thiết bị và báo cho người dùng biết để họ tìm đường tránh vật cản. Đó là sản phẩm sau 4 năm dày công nghiên cứu của tiến sĩ trẻ Nguyễn Bá Hải, giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đeo quen một tháng, hai tháng, người ta còn có khả năng người ta có nhận biết được là những cái vật thể phía trước mình là to hay nhỏ, cao hay thấp, vật thể này đang xa mình hay gần mình, và có bao nhiêu vật thể, ví dụ bao nhiêu cánh tay đang giơ lên trước mặt người ta sẽ biết được. Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Nguyễn Bá Hải đã luôn khao khát làm được những gì hữu ích để giúp đỡ cho người khiếm thị, khiếm thính. Năm 2010, anh bắt tay vào nghiên cứu thiết bị dò đường dành riêng cho họ. Sau 9 lần cải tiến công nghệ, sản phẩm Mắt Thần phiên bản 2 với những tính năng ưu việt và tiện dụng được nhiều người khiếm thị đón nhận. Sử dụng Mắt Thần, người khiếm thị có thể phân biệt được vật cản xa gần, to hay nhỏ, vật đang ở bên trái hay bên phải, cao hay thấp, đứng yên hay di động. Từ đó giúp họ tự đi lại được an toàn hơn. Lúc trước em không cảm nhận được những gì trước mắt em, nhưng mà em đeo mắt kính này vô, em đã cảm nhận trước những gì ở trước mắt mình. Thì em đi đường, thì nó có một cái gì đó cản thì em biết được trước mặt em nó có cái gì đó em né được. Ngoài việc tìm cách hạ giá thành sản phẩm tối đa để người khiếm thị có cơ hội tiếp cận sử dụng, tiến sĩ Nguyễn Bá Hải còn tổ chức nhiều đợt trao tặng mắt thần cho những người khiếm thị khó khăn. Đến nay, với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, anh đã trao tặng 300 mắt kính trên toàn quốc. Mục tiêu mà anh đề ra là mỗi tháng sẽ trao tặng được 50 mắt kính cho những người khiếm thị bán vé số, neo đơn các em học sinh. Mình cũng nghĩ rằng cái sản phẩm này cũng không nên thương mại hóa làm gì cả. Và chỉ thông qua con đường trao tặng như thế này thì người mù người ta mới có cái cơ may để sở hữu cái kính này. Và cũng từ cái việc trao tặng mắt kính này thì nhiều người khiếm thị người ta mưu sinh tốt hơn. Tiếp thu những phản hồi, tiến sĩ Hải cho biết hiện anh và cộng sự đang triển khai 3 nhánh nghiên cứu để phát huy tối đa các tính năng và hoàn thiện thiết bị, cũng như tích hợp khả năng quan sát thế giới xung quanh 360 độ. Ngoài ra, anh cũng đang nghiên cứu sản phẩm gậy thông minh cho người khiếm thị. Tất cả chỉ với một mong mỏi sẽ góp phần giúp cho cuộc sống của những người khiếm khuyết thị giác bớt đi những khó khăn trở ngại.